Tên của này là Yukosai Asrin, ngôi đèn hay gì, đúng rồi, ngôi đèn Shrine hay như là ngôi đèn. Rồi, unlock được khả năng gì không? Xếp vào bên trong à? Vào thôi. Lại anh gì? Bạn đã làm được rồi. Đây là ngôi đèn của ánh sáng rất nhiều năm về trước. Tôi đã xây dựng nơi này, à tôi đã lấp, nói chung là bao phủ nơi này bởi ánh sáng để xua đuổi đi lũ ác quỷ. Tôi tin rằng ánh sáng này sẽ hồi sinh được sức mạnh của cánh tay phải đã mất đi. Bây giờ nào, hãy đưa tay bạn đây. Được thêm khả năng mới đấy. Có khả năng mới thì sẽ sao, có gì thay đổi? Có khả năng mới thì cánh tay sẽ có cái gì ta? Bây giờ thì bạn đã, cánh tay bây giờ là Ultra Hand, bây giờ có thể nâng và di chuyển những đồ vật, xoay nó và có thể ghép nó vào với nhau. Ok. Đây là khả năng cánh tay Ultra Hand đi. Đây là khả năng Ultra Hand. Nó cho phép bạn, rồi, giải thích rồi. Có thể dùng Ultra Hand này để lấy được cái phước lành, cái là ban cái gì đó từ cái ngôi đền này. Rồi giờ khám phá ngôi đền Acti. Ok. Đây là kinh sổ. Ultra Hand. Mình có thể climb down, còn không thì sẽ... Đây, khả năng là dùng cái này rồi. Grab. Rồi, bấm E, R. AOR để rộp tay. Rồi quỳ ly install reset vertical. Là chỗ này chắc là rất là rồi. Chỗ này nó rộng lắm, khả năng là sẽ stick rồi. Attack. Ôi trời, vãi cả attack. Attack là thành cái nhà. Grab lại này. Unstick. Ủa, ôi lên, chết rồi. Giờ làm sao để cơ chế này hơi khó rồi. Mù unstick. À, lắc qua lắc lại nhanh rồi, ok. Giờ mình phải hold cái này để mình không phải hold cái này. À, làm sao đưa xuống? Thì còn
Ở đây. Đây. Chuẩn chỉ luôn này. Không lệch tí nào này. Ôi trời ơi, ngon quá cơ. Giờ nó bắt đầu à. Ráp cả này. Đưa qua kia này. À này. Ôi chết mẹ rồi. Lên này. Sang này. Xoay này. Alo. Yeah. Quên quên quên. Rồi này. Đấy. Thả này. Ngon lành. Nút mấy cái nút bấm trong này từ từ. Ok. Giờ xem coi còn khả năng gì nữa nào. Trong ngôi đền này có gì không? Gì đấm nhau. Giờ là nó sẽ cho mình à. Đi qua đây. Giờ mình hoặc là mình đi lên trên này. Cái gì ghê. Phức tạp vậy. Giải đố vừa thôi chứ game. Cái móc nè. À, từ từ nha, từ từ nha, hay đấy, hay đấy. Từ từ nha. Mình sẽ tự chế ra một cái ván trượt. Grab cái này. Ra đây. Ra đây cho tao. Bỏ lộn, quan. Rồi, thả xuống. Ngon, 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 ngon. Cái kia nó cũng đang stick vào kia đúng không? Grab, lắc 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 lắc. Ngon lạnh. Ôi. Stick gì vào cái đấy. Cái tao cần phải stick vào cái này này. Giờ là cần đảo đầu ấy ạ. Đảo đi. Ok chưa? Ngon lạnh. Lên cao tí nào, xuống nào, xoay nào, sao nhỉ? Như này mới đúng này, cái này. Cái này xoay chưa đúng này. Chỗ này thì đúng rồi đấy. Cần phải. Được không? Úi dồi, đẹp thế. Chết mẹ rồi, như này là sao? Sao gài vào kia? Gài vào niềm tin à? Hài thật. Không sao lại bị căng à, xoay lại thôi không bị căng à. Được chưa, làm gì căng mà. Ui, ngon vãi trường nha.
Game nó lại ý gì quá vậy? Nhưng mà làm sao mình lên trên kia kìa? Hay là chỉ là cái chỗ ấy thôi nhỉ? Nó có cái gì ẩn đấy không ta? Thôi mình cứ cứ mở cái này đi đã. Mình đã làm rất tốt để đến được nơi này, hoàn thành rất tốt. À, chúng tôi gì offer cái ánh sáng này để xóa sạch cái gì đó ác quỷ trong bạn. Mở được khả năng gì đây? Vừa được Ultra Hand là làm được cái gì đấy? Oh, như kiểu giải bỏ bớt lời nguyền đấy. Là blessing, đâu là pure evil and pure radiant, không hiểu gì hết. Tiếp tục. Đầy máu luôn á. Có thể ánh sáng của cái gì phát sinh là như kiểu cái gì điều ước gì đó sẽ đưa cho bạn.